dài lặng thầm trôi qua, có ai hỏi vì sao? Đời một màu buồn dần trôi qua, có ai hỏi vì sao? Còn lại một mình đời trôi qua vô vị làm sao? Ước mơ một mình mới kém vui làm sao? Chẳng còn buồn từ ngày mình có nhau như bạn, chẳng điều gì làm phiền chuyện tôi yêu thương bạn, chẳng còn khoảng trời nào chỉ mơ tay quên chạm, ném hết đi những ưu phiền kém qua. Hey, 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 hey. Bỏ lại ngày thật phiền đằng sau đi, xem đời làm sao, đi, xem đời làm sao. Từ một lần giữa vòng vai nhau, xem đời làm sao, một lần trong đời niềm tin đi, xem đời làm sao, xem đời làm sao, xem đời làm sao. Ước mơ chung đi, ta cho ta xem ta thế nào, thực sự là thế nào. Anh nghĩ tên trộm sẽ xuất hiện thật à? Thằng Dũng trông ở cửa hàng cả ngày, chắc chắn tên trộm sẽ không có cơ hội ra tay. Mà cái thằng Dũng buồn cười thật đấy, chuyện của nó cứ như chuyện của mình ấy nhỉ. Thằng Dũng đâu rồi? Thằng Dũng đâu hả đại ca? Tôi đang hỏi cô, ông Dũng đâu? Đây rồi, Dũng đâu? Dũng đâu? À, gì đấy? Dũng đâu? Ngủ cũng hoang hoang lên, mắt trộm phải bé mồm nữa chứ. Anh mới phải bé. Ui, cái gì đây? Ôi, ngứa. Ngứa ở đâu? Ngứa, mũi cắn. Bà rách việc quá. Thôi chịu khó một tí đi, sắp bắt được tên trộm rồi. Thôi rồi, không cãi nhau nữa. Hôm nay em đã mang đến đây một vũ khí siêu lợi hại, đó chính là cao su thần trưởng. Ui, hay quá. Lâu lắm anh mới nhìn thấy nó đấy. Nào nào, để em khai hỏa luôn. 3, 2, 1, bắn. Trúng chưa, trúng chưa? Chắc là thốn lắm. Anh ơi, có đau không anh? Muốn biết đau không, cậu đưa tôi bắn đi. Ui, nó. Là nó. Ơ, ông biết thằng bé này à? Khách quen của cửa hàng mà. Mà tại sao nó lại có chung chìa khóa vào cửa hàng nhỉ? Còn sao với chăng cái gì nữa. Chắc chắn nhân lúc cậu sơ ý, nó ăn trộm rồi. Ừ, mà thôi, bàn luận làm cái gì, vào bắt luôn đi. Thôi đi. Kính chúc ông bà sống lâu cùng Dr. Thành và với muôn cho sang năm trẻ đẹp lâu, món quà sức khỏe tươi trẻ đón xuân. Buổi sáng ra bọn tôi có việc gì ấy? À thì từ ngày nghỉ ở năm S, việc đầu ngày của tôi là sáng sớm thưởng thức nhâm nhi tách cà phê ở quán cà phê sang chảnh bậc nhất Hà Thành. Quá đáng một vừa thôi chứ. Hôm qua nhá, bọn tôi đã giúp ông bắt trộm rồi. Không có lòng báo đáp thì thôi, hôm nay lại còn gọi điện khoe khoang. Tôi khinh. Nói chung là từ nay về sau ấy, tôi sẽ không giúp ông bất cứ một cái việc gì nữa, ok? Khiếp, chưa gì đã xoắn hết cả quẩy lên rồi. Dũng sĩ tôi là người biết điều. Nghe đây, tôi rất cảm ơn chuyện bà và đại ca đã giúp tôi bắt tên trộm tối qua. Chính vì thế, tôi sẽ giới thiệu việc làm cho hai người. Vì dù gì hai người cũng đang thất nghiệp mà, đúng không? Việc á? Việc gì? Nhiều tiền không? Tôi đang có người bạn đang tìm ekip để làm clip quảng cáo đấy. Thù lao cho đoạn quảng cáo này là 10 triệu. 10 triệu? Ok, tôi sẽ gọi điện báo cho đại ca luôn. Ok, tôi sẽ gửi số điện thoại với cả địa chỉ của nó cho. Bà tự liên lạc nhá. Ok, thế nhá, cảm ơn. 10 triệu. Sao có tiền đâu? Đi nhà Thảo Mai ngay lập tức. Có phi vụ mới. Phi vụ gì đấy? Làm clip quảng cáo cho cửa hàng quần áo mà bạn Dũng mới báo với 10 triệu thù lao. Chưa cộng. Cái gì? 10 củ thù lao á? Yes. Đợi ở nhà nhá. Anh qua rồi chúng mình đi gặp khách hàng, triển khai công việc luôn. Thế nhé. Ừ. Bên em làm cửa hàng kinh doanh quần áo cho giới trẻ.
Chính vì thế là em cần một cái TVC mà nó phải trẻ trung năng động, và đặc biệt là phải độc lạ và không đụng hàng. Em cứ yên tâm, việc nghĩ ra ý tưởng độc và lạ không đụng hàng là nghề của bọn anh rồi. Hay lắm. Thế thì em sẽ bảo nhân viên mang cho bọn anh làm 10 bộ quần áo gọi là hot trend của bên em, để bọn anh chụp hình và làm quảng cáo. Ngày kia có xong được cho bọn em không ạ? Không cần đến ngày kia đâu, ngay ngày mai bọn anh sẽ gửi sản phẩm cho em. Ơ đại ca ơi, anh quên mấy cái job bọn mình vừa nhận ngày hôm qua hôm kia à? Vẫn chưa làm xong. Anh biết, nhưng job đó để sau đi, bởi vì anh đang rất thích sản phẩm này. Hay quá, em thích cái cách làm việc của anh đấy. Thế thì như này đi, sau khi nhận được cái sản phẩm ấy, em sẽ up lên trên fanpage của shop. Nếu mà doanh thu nó tăng thì em sẽ trao cho anh 10 triệu luôn, gọi là tiền thù lao. Nhưng mà nếu mà không thì chắc là em vẫn trả cho anh 1 triệu thôi, coi như là tiền làm công hôm đấy. Ok. Chốt. Thế thì em chuẩn bị quần áo cho anh đi, để anh đi chụp và quay luôn. Ok. Em ơi, vào kho lấy hộ anh 10 bộ hot trend luôn nhá. Nhanh cái chân lên. Làm cái gì cứ lề mà lề mề thế à? Làm anh đứng chờ bao nhiêu lâu? Anh có nói được à? Tất cả là cái tội tiết kiệm tiền bối cảnh. Anh có biết phải đến 3 cây số mới tìm được chỗ thay đồ không? Thôi không phản nàn nữa, làm việc đi. Nào, bây giờ cô tạo tôi cái dáng, cái mặt cái đờ ra thế. Em không biết tạo. Thì tạo dáng phù thủy cỡ trổi xem nào. Rồi, trâu trâu đá xe. Được rồi, dáng thứ ba là cao cao thái chuối. Mỏi chân quá, được chưa? Tiếp đi, tự tạo dáng đi. Rồi. Tình hình doanh số bán hàng thế nào rồi em? Từ ngày đăng clip quảng cáo với hình ảnh mẫu của anh ấy, bọn em không hề bán được bộ quần áo nào luôn. Chú nói thật chứ? Em thề, nếu anh không tin ấy, thì anh qua đây, em cho anh kiểm tra sổ sách luôn. Nhưng anh yên tâm, dù thế nào em vẫn sẽ trả cho anh đầy đủ số tiền 1 triệu kia. Được rồi, anh không lo chuyện đó. Chú cho anh thêm một cơ hội nữa. Ngày mai, anh sẽ cho chú một cái sản phẩm mới hoàn toàn và hay hơn rất nhiều. Được rồi, anh sẽ liên lạc lại sau nhá. Tình hình thế nào rồi ạ? Còn thế nào nữa, hình ảnh và clip quảng cáo của chúng ta không hề có sự phản hồi. Sao lại thế nhở? Anh đã hiểu lý do vì sao rồi. Vì sao ạ? Bởi vì cái thân hình của cô và gương mặt của cô không có gì hot cả, thành ra mọi người không thèm quan tâm đấy. Đại ca! Cá cơ cái gì, đấy là sự thật. Có cách. Cái gì đấy? Tôi có một cái váy, tôi có một cái quần. Váy hay là quần? Tôi có một cái quần, tôi có một cái váy. Quần hay là váy? Váy hay là quần? Quần hay là váy? Váy hay là quần? Quần hay là váy? Quần hay váy là váy hay quần? Quần hay váy là váy hay quần? Chúng ta thành công rồi em ơi. Liên tiếp có những câu hỏi về sản phẩm. Ô, tên chủ cửa hàng. Ôi, chắc là để chuyển cho bọn mình 10 triệu đấy. Anh nghe đi. Alo. Từ sáng đến giờ bọn em liên tục nhận được đơn hàng. Điều đó chúng biết là nhờ công của ai rồi đấy. Đương nhiên là em biết rồi. Tất nhiên là nhờ cái đoạn clip bá đạo của anh. Ngay bây giờ em sẽ chuyển cho anh 10 triệu khi đã thỏa thuận. Anh gửi cho em số tài khoản nhé. Ok, gì chứ tiền thì anh gửi liền. Đây anh dập máy rồi gửi cho em đây nhá. Vâng. Ê, chúng ta có 10 triệu rồi em ơi. Và đại ca sẽ chia đều chứ ạ? Đương nhiên. Cô nghĩ anh bẩn bựa lắm à? Vâng. Có nghĩa là em muốn chia phần ít hơn đúng không? Dạ thôi em đùa. Anh mau gửi số tài khoản cho anh nhìn đi. Tí nữa thì quên. Ôi, thế là tháng nay chúng ta không cần phải lo tiền ăn nữa. Anh cũng thế. High five. Yeah. Yo, chơi chú chơi anh không xem không về nhá. Này. Trong vụ này hai người kiếm được nhiều, cũng phải chia tôi một ít chứ. Mơ đi cưng. Bọn anh mua thịt cả bia đến đây rồi còn gì. Chính xác.
Bây giờ ông là người đã có thu nhập ổn định nhất ở đây rồi, ông lại còn muốn tính tiền cái hai kẻ nghèo khổ này à? Ôi hai người nhìn xem, cái quán net của tôi khác gì cái chùa không? Điêu, quay lại nhìn hộ cái phun máy nhá. Thì cũng phải có lúc này lúc kia chứ. Thôi uống tiếp đi. Ông Trung gọi lại ca. Nghe xem nó bảo gì. Alo, lâu lắm mới thấy bạn Hiền gọi. Mai tôi khai trương ba, bà qua hát cho tôi nhá. Ôi, ông mở quán ba hả? Bé to không quan trọng. Cái vấn đề là ví dụ như mà tôi đến hát đi thì nó cũng có một chút cát xê ví dụ đúng không? Tuy nhiên. Ê này 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 này, thế ngày mai anh cũng qua giúp chú nhá. Ôi có cả đại ca à, được thế còn gì bằng. Mà có rảnh không? Qua quán net của Dũng đi, mọi người đang nhậu này. Qua nhậu với anh em đi. Qua đây anh ơi. Ôi dồi ôi, thôi anh em cứ nhậu đi, rồi anh tốt bạn lắm. Ok. Giờ bạn. Anh không đến được à? Kệ nó đi, anh em kệ đi. Chị ạ. Ngồi đây chứ. Chị tìm em có việc gì không ạ? Tình hình đoàn làm phim hôm nay sao em? Đoàn làm phim thì hôm nay cũng mệt, nhưng mà em nghĩ là em theo được chị ạ. Ai bà bắt nạt cưng nói chị nghe. Dạ vâng ạ. Chị ơi, thế chị còn việc gì nữa không ạ? Chị muốn tâm sự với cưng. Tâm sự à? Tâm sự gì ạ? Đêm nay chiều chị nghe cưng. Không được đâu chị ạ. Nếu em làm chị vui, chị sự nghiệp diễn viên chị sẽ đảm bảo cho em sẽ lên như diều gặp gió. Còn không thì chị tin em sẽ không làm chị buồn phải không? Thôi mà, chịu chị chút đi cưng. Không được đâu chị. Em, đi đâu vậy em? Mọi người thực hiện đậm sâu đi, xem đời làm sao. Xem đời làm sao. Từ một lần dựa vào vai nhau, xem đời làm sao. Xem đời làm sao. Đặt một lần trong tay niềm tin đi, xem đời làm sao. Lần trong ta niềm tin đi, xem đời làm sao. Lúc mưa chung đi tan cho ta xem ta thế nào. Thực sự là thế nào. Từ một lần giữa vòng vai.